Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo tờ New York Times ngày 16 tháng 5, một số quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang thảo luận về khả năng đưa người sang Ukraine. Chính xác thì NATO cân nhắc đưa các nhà thầu và chuyên gia quân sự sang Ukraine cho công tác đào tạo binh sĩ cũng như bảo trì vũ khí. Ukraine được cho đã nhờ Mỹ và các nước NATO khác đào tạo 150.000 lính. Lâu nay, một số lượng lớn binh sĩ Ukraine được đào tạo ở Đức và Ba Lan. Song điều này đi kèm khó khăn trong khâu hậu cần, bao gồm việc phải đưa số lượng binh sĩ quá lớn như vậy đi ngược về tiền tuyến ở Ukraine. Một số nước NATO, trong đó có Anh, Đức và Pháp, đang cân nhắc đưa nhà thầu quân sự tới Ukraine. Trong khi đó, nhà Trắng được biết đang đánh giá lại lệnh cấm nhà thầu Mỹ hoạt động ở Ukraine tất cả các chuyển động trên phản ánh cách tiếp cận tổng thể của phương Tây và NATO đối với cuộc xung đột Ukraine Nga. Cách tiếp cận này cần đảm bảo hai điểm ngăn xung đột gia tăng: Nga không tấn công các nước NATO và các lực lượng phương Tây không trực tiếp tham gia đánh Nga ở Ukraine. Tất nhiên, diễn biến mới tới lúc này vẫn chỉ dừng lại ở dạng cân nhắc và sẽ không ngạc nhiên nếu vài ngày tới sẽ xuất hiện các tuyên bố như không có kế hoạch đưa người của NATO tới Ukraine lúc này. Lý do vẫn nằm ở chuyện không để xung đột lan rộng thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga hay châu Âu với Nga. Phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga ước tính NATO và các đối tác của liên minh này đã chi khoảng 132 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó riêng Mỹ chi 63 tỷ đô la Mỹ. Trong hơn 2 năm qua, các nước này đã chuyển cho Ukraine khoảng 800 xe tăng, 3.500 xe bọc thép, 270 hệ thống rocket đa nòng 130 máy bay trực thăng và hơn 30.000 máy bay không người lái, 290.000 vũ khí chống tăng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố phương Tây không loại trừ phương án đưa quân đến hỗ trợ Ukraine. Ý tưởng này được lãnh đạo một số quốc gia ủng hộ nhưng vấp phải sự phản đối của hầu hết các nước NATO. Mỹ, Anh và Đức vẫn thiên về phương án tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị quân sự và huấn luyện cho quân đội Ukraine như hiện nay do lo ngại đưa quân vào Ukraine sẽ kéo theo một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Nhìn chung, kịch bản NATO đưa lính tới Ukraine không dễ xảy ra, nhưng không phải không có khả năng. Nhóm công tác quốc tế về trừng phạt Nga, đứng đầu là tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Jemak và Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spokley FSI Michael McFarl vừa phối hợp trình bày một kế hoạch hành động mới thi chặt hơn nữa áp lực trừng phạt Nga bằng kế hoạch hành động 3.0. Tuyên bố trên được đưa ra bởi văn phòng Tổng thống Ukraine Tài liệu này bao gồm các bước cụ thể có thể làm suy yếu đáng kể nền kinh tế Nga cũng như tiềm lực quân sự nhằm ngăn chặn kế hoạch quân sự của họ ở Ukraine sớm hơn. Theo tính toán của Kiev, các biện pháp trừng phạt được đề xuất mới sẽ tạo nên một phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trước hành động của Nga. Tuy nhiên, sự thành công của các biện pháp trừng phạt còn phụ thuộc vào việc thực thi tập thể và tăng cường tấn công liên tục. Tránh văn phòng J. Mark lưu ý, các biện pháp được quy định trong kế hoạch hành động 3.0 tuy đầy tham vọng nhưng có thể đạt được. Chúng được thiết kế để hạn chế đáng kể khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Cố vấn cho tránh văn phòng Tổng thống, thư ký nhóm công tác Ukraine về các biện pháp trừng phạt Nga Vladislav Vlasiuk giải thích, Chúng tôi tin rằng các đề xuất trừng phạt được đưa ra trong kế hoạch hành động mới sẽ khiến Nga phải trả giá cao hơn cho hành động của mình và đảm bảo hỗ trợ cho Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, kế hoạch hành động 3.0 đề xuất áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty phương Tây liên quan đến hoạt động hậu cần của Nga và những công ty tạo điều kiện cho nước này lách các hạn chế. Tài liệu nhấn mạnh việc chỉ định Nga là quốc gia tài trợ nhóm phân tử nguy hiểm và tăng cường kiểm soát các biện pháp trừng phạt hiện có. Nhóm công tác quốc tế về trừng phạt Nga được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng. Trong khi đó, mới đây, tờ Politico của Mỹ đưa tin cáo buộc rằng thông qua kẽ hở trong các lệnh trừng phạt quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã dán nhãn lại dầu của Nga trước khi chuyển sang Liên minh châu Âu. Điều này đã giúp Nga thu được ít nhất 3 tỷ euro. Theo thông tin trên, nghiên cứu được thực hiện bởi cơ quan này và một số tổ chức tư vấn dầu của Nga đã được đưa vào EU với khối lượng lớn thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và con đường vận chuyển hiện tại vẫn chính thức hợp pháp. Kế hoạch này trở nên khả thi nhờ vào kẽ hở trong các biện pháp trừng phạt cho phép nhập khẩu nhiên liệu hỗn hợp vào EU nếu nó được dán nhãn là không phải của Nga. Trước cuộc xung đột Nga-Ukraine, 3 phần tư dầu thô và 40% nhiên liệu diesel vào EU từ Nga, Politico chỉ ra rằng vào khoảng thời gian EU cấm nguồn dầu của Nga Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng dần nhập khẩu nhiên liệu từ Moscow, đồng thời tăng xuất khẩu sang EU. Trong năm qua, những con số này gần như bằng nhau. Các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể xử lý gần 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, Politico cho rằng vị trí địa lý của một số cảng của Thổ Nhĩ Kỳ kết hợp với dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy rõ ràng rằng khối lượng đáng kể nhiên liệu của Nga chỉ đơn giản là được dán nhãn lại và vận chuyển tiếp đến EU. Phản ứng về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga từ phương Tây, Moscow nhiều lần lên tiếng phản đối những cáo buộc vô căn cứ và khẳng định các gói trừng phạt sẽ không thể đe dọa được Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc, Sever, kiểm soát làng Burovatka thuộc tỉnh Kharkov và thọc sâu vào phòng tuyến của đối phương. Lữ đoàn cơ giới số 28 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 Ukraine chịu tổn thất gần Veseloye, Vopchansk và Lipsi. Cơ quan này cho biết lực lượng Nga đẩy lùi một đợt phản công do phân đội xung kích thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120 Ukraine phát động trong khu vực. Trước tình hình đó, trả lời phỏng vấn ABC News ngày 16 tháng 5, liệu những thất bại hiện nay của Ukraine trên mặt trận Kharkov có phải lỗi của Mỹ hay không? Tổng thống Zelensky nói, đó là lỗi của thế giới, họ đã cho Nga cơ hội, nhưng bây giờ thế giới có thể giúp Ukraine. Theo ABC News, ông Zelensky đã kiềm chế không công khai chỉ trích Mỹ giữ nguyên cách tiếp cận điển hình của ông đối với nước viện trợ quân sự lớn nhất Ukraine. Khi được hỏi về mối lo ngại của một số bộ phận cử tri Mỹ về số tiền viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky giải thích, đó là tiền được chi vào các nhà máy ở Mỹ, tạo ra việc làm cho người Mỹ, và chúng tôi không chỉ đấu tranh cho tự do của mình. Nếu không phải Ukraine, thì sẽ là một quốc gia khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ít nhất 31 bang của Mỹ đang sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Tổng thống Zelensky đã có chuyến thị sát chiến tuyến Kharkov. Ở đây, ông đã họp với các lãnh đạo quân đội, thảo luận về những thách thức chính hiện nay tại Kharkov. Ông cho hay, tình hình Kharkov rất khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và lực lượng Ukraine đã gây tổn thất lớn cho phía Nga. Cũng liên quan đến giao tranh căng thẳng ở mặt trận Kharkov, vừa qua, phóng viên an ninh quốc tế của CNN, Nick Patton walsh đã đưa ra đánh giá nghiệt ngã hơn về tình hình trên chiến trường. Ông mô tả tiến bộ mà quân đội Nga đạt được nhanh nhất của Moscow kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột Ông Wans phân tích, đây là một cơn ác mộng đối với Kiev vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã giải phóng vùng đất này khỏi lực lượng Nga 18 tháng trước, nhưng rõ ràng là đã thất bại trong việc củng cố khu vực, đủ để ngăn chặn cuộc càn quét của Moscow một cách dễ dàng. Thứ hai, Nga một lần nữa có thể siết chặt quân đội đang căng thẳng Ukraine bằng áp lực liên tục và dai dẳng lên Kharkov, gây thiệt hại nặng nề bằng các cuộc pháo kích vào một trung tâm đô thị rộng lớn. Ông Wans nói thêm rằng, Tổng thống Zelensky phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về nơi gửi nguồn lực hạn chế và nơi cuối cùng phải hy sinh. Trước đó, tờ New York Times đưa tin những thành công ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là trung tâm công nghiệp quan trọng, có thể làm mất tinh thần người Ukraine và các đồng minh. Thậm chí buộc phương Tây gây áp lực buộc Kiev phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số thành phố và làng mạc ở Donbass trong năm nay, trong đó có thành phố Adipka được củng cố nghiêm ngặt, nơi từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong nhiều tháng. Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu nói ngày 16 tháng 5 rằng lực lượng Nga không có đủ số binh sĩ cần thiết để thực hiện bước tấn công chiến lược. Quan trọng hơn là họ không có kỹ năng và khả năng để hoạt động ở quy mô cần thiết, đạt được lợi thế chiến lược. Nga tuần trước phát động cuộc tấn công biên giới vào khu vực Kharkov, kiểm soát được nhiều ngôi làng trong khu vực. Đề cập tới lực lượng Nga, ông nói họ thực sự có khả năng đạt được những bước đi mang tính cục bộ và đã làm được một số điều đó, họ cũng đã gây ra những tổn thất. Giới quan sát cho rằng mũi tấn công bất ngờ ở Kharkov là một ví dụ nữa cho thấy năng lực quân sự của Nga đang phục hồi và thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi bước sang năm thứ ba xung đột. Lực lượng Ukraine đang bị giàn mỏng, hỏa lực pháo binh bị Nga áp đảo, lưới phòng không suy yếu trong khi nguồn binh sĩ tiếp viện thiếu thốn. Mới đây, Bộ Truyền thông Chiến lược Ukraine cho biết việc điều động thêm lực lượng dự bị đến Kharkov nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Việc tập hợp lực lượng sẽ tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Bộ trên cũng lưu ý rằng lực lượng Nga liên tiếp giành được vị trí ở hướng Kharkov và đang tìm cách đẩy lực lượng Ukraine khỏi một số khu vực trọng điểm. Điều này cũng đã được Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận. Kiev thừa nhận Nga đã thành công về mặt chiến thuật trong đợt tấn công gần đây. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác đưa tin Ukraine cũng đang điều động một số lực lượng từ các khu vực khác đến Kharkov khi quân đội Nga tiến gần hơn đến thành phố lớn thứ hai ở Ukraine. Theo Bloomberg, Kiev đã bắt đầu triển khai thêm binh sĩ để ổn định tiền tuyến phía Đông Bắc. Cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kiev phải điều chuyển lại lực lượng từ mặt trận phía Đông tới Kharkov. Hãng thông tấn TASS cũng dẫn nguồn tin trong quân đội Nga cho biết một số đơn vị Ukraine từ khu vực Krasnoyarsk thuộc Donetsk dường như đã được điều chuyển tới Kharkov. Các báo cáo tương tự được công bố cũng cho rằng Kiev đã tái triển khai lực lượng dự bị từ vùng Konstantinovka tới tiền tuyến phía Bắc. Theo New York Times, việc Nga kiểm soát Kharkov có thể làm mất tinh thần của người Ukraine và các đồng minh của họ, tạo ấn tượng rằng sau 3 năm, cuộc xung đột hầu như không có gì thay đổi, buộc Kiev phải đàm phán đình chiến với Nga. Số lượng máy bay NATO xuất kích để ngăn chặn máy bay Nga tiếp cận không phận các đồng minh ở biển Baltic đã tăng 20% đến 25% trong quý 1 năm nay. Theo hãng tin Reuters, đây là chia sẻ của một nguồn tin giấu tên trong NATO. Nguyên nhân Nga gia tăng hoạt động được cho là do NATO tăng cường tập trận. Tuy nhiên, nguồn tin từ chối đưa ra con số cụ thể về số lượng chuyến bay quân sự của Nga gần lãnh thổ các nước NATO. Vào năm 2023, NATO cho biết gian chiến đấu cơ của đồng minh đã cất cánh hơn 300 lần để đánh chặn máy bay quân sự Nga và hầu hết là trên biển Baltic. Kể từ đó, NATO đã nhận thấy sự thay đổi trong các loại máy bay được Nga sử dụng. Khác với trước đây, các phi công phương Tây hiện nay hiếm khi phát hiện chiến đấu cơ hoặc máy bay ném bom chiến lược của Nga tiếp cận không phận đồng minh, mà thay vào đó hầu hết là máy bay trinh sát và đôi khi là vận tải cơ. Nguồn tin cho biết thêm, không rõ lý do tại sao Nga thay đổi hành vi, nhưng có giả thuyết Moscow cần máy bay ném bom và chiến đấu cơ hoạt động ở Ukraine giữa lúc cường độ xung đột ngày càng tăng. NATO cáo buộc máy bay quân sự của Nga thường không truyền mã phát đáp để cho biết vị trí và độ cao hoạt động, cũng như không thông báo kế hoạch bay và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, NATO đã tăng cường hiện diện dọc theo sườn phía đông điều động thêm máy bay chiến đấu và thiết lập hệ thống phòng không trên mặt đất. NATO cũng triển khai thêm chiến đấu cơ tới Rumani sau khi Nga liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới phía đông nam của Liên minh quân sự. Đầu năm nay, NATO đã triển khai được tập trận có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ. Hành động tăng cường máy bay trinh sát của Nga đến vùng biển Baltic được cho là để thăm dò những hoạt động của NATO. Trước đó, Hội hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chính thức kết nạp Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự này, NATO 32. Với việc Thụy Điển gia nhập NATO và ký kết thỏa thuận quốc phòng mà cho phép Mỹ tiếp cận 17 căn cứ quân sự của nước này, nâng tổng số căn cứ tiếp giáp Bắc cực từ Bắc Âu mà Mỹ được phép triển khai quân đội lên đến con số 36. Hành động này của NATO nhằm mục đích quá chặt và kiểm soát Nga tại biển Baltic, một vùng biển có ý nghĩa quan trọng đối với Nga. Đứng trước hành động đó, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đã lập tức củng cố thế trận cai răng lược của họ với trọng tâm khắc chế cánh châu Âu của NATO. Nghiên cứu từ Viện Rusi, nước Anh cho biết quân đội Nga đang được tái thiết một cách đáng kinh ngạc mặc dù bị tổn hại không nhỏ trong cuộc chiến ở Ukraine. Số liệu từ các nghiên cứu tương tự cũng cho thấy phía Nga vẫn đang duy trì tuyển dụng hơn 10.000 quân mỗi tháng, giữ mức cung cấp khoảng 1.500 xe tăng cùng với khoảng 3.000 xe chiến đấu bọc thép các loại phục vụ chiến đấu mỗi năm. Trong đó, hạm đội biển Bắc của Nga ở các căn cứ trên biển Barents đang liên tục được bổ sung vũ khí và nâng cấp hạ tầng quân sự tập trung vào nhóm căn cứ trên bán đảo Kola giữa biên giới Na Uy và Phần Lan, còn hạm đội biển Baltic ở vùng Kaliningrad thường xuyên tiến hành tập trận bằng các tàu được trang bị tên lửa hành trình có độ chính xác cao như Kalib nhằm tạo gọng kìm với sườn phía Bắc của NATO. Tiếp theo, Nga dùng trận địa hạt nhân phi chiến lược ở Belarus cùng với kế hoạch gia tăng quân lực lên gấp đôi ở biên giới giáp NATO thuộc khuôn khổ tái thiết lập hai quân khu Moscow và Leningrad để kẹp giữa các sườn còn lại của cánh châu Âu mà NATO đang triển khai. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Stock cho rằng cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo cơ hội cho nạn tham nhũng tràn lan ở Kiev. Báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc cho hay kế hoạch quân sự đã tạo cơ hội mới cho hoạt động tham nhũng và một số vụ bê bối diễn ra trong lĩnh vực quốc phòng Ukraine. Hoạt động này được thực hiện bằng cách lạm dụng nguồn lực thời chiến và quỹ mua sắm vũ khí. Trong báo cáo, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Storch nhấn mạnh tham nhũng đang tồn tại ở Ukraine. Hoạt động hối lộ, lại quả, chi phí mua sắm tăng cao là những rủi ro phổ biến, dẫn đến tham nhũng cũng như mua những thiết bị kém chất lượng. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn đưa tin chính quyền vùng Kharkov đã biển thủ 176,5 triệu đô la Mỹ được cấp để xây dựng công sự dọc biên giới. Việc thiếu năng lượng phòng thủ khiến quân đội Nga giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trong thời gian ngắn. Tờ Ukraiska Pravda cho hay, các hợp đồng không đấu thầu trị giá hàng triệu đô la Mỹ cũng được trao cho người thân hoặc công ty mới thành lập của quan chức Ukraine điều hành. Theo Lầu Năm Góc, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã xếp Ukraine đứng thứ 144 trong số 177 quốc gia vào năm 2014. Ukraine có tiến bộ kể từ đó, chiếm vị trí thứ 104 trong số 180 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu hàng năm năm 2023. Báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho hay, Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine NABU đã điều tra một số quan chức cấp cao trong chính phủ và cơ quan tư pháp Ukraine bị cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Washington đã thúc giục Kiev mở rộng biện pháp chống tham nhũng báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét khoản viện trợ trị giá 113 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine đến cuối tháng 3 năm 2024. Cùng với viện trợ quân sự và nhân đạo trực tiếp cho Kiev, số tiền này bao gồm hỗ trợ an ninh cho đồng minh NATO và các đối tác khác tài trợ để Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu cũng như bổ sung vũ khí Ukraine. Hồi tháng 2, theo Kiev Independent, Vụ án tham nhũng gần 40 triệu đô la Mỹ trong quân đội Ukraine từng đẩy lực lượng bảo vệ Bắc Mút vào tình thế thiếu đạn nghiêm trọng để phòng vệ trước Nga. Theo đó, các quan chức trong Bộ Quốc phòng nước này có nhiệm vụ phải mua 100.000 quả đạn cối trước tháng 2 năm 2023 để tăng viện cho quân đội. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được thực hiện vào thời điểm xung đột với Nga trở nên khốc liệt nhất tại Bắc Mút. Vài tháng sau, Nga tuyên bố đã giành được Bắc Mút, một khu vực chiến lược ở mặt trận miền Đông người đứng đầu Trung tâm Hành động chống tham nhũng Vitaly Sabunin nói với Kiev Independent rằng lẽ ra 20.000 viên đạn phải được chuyển giao khi tình trạng xung đột xung quanh Bắc Mút như địa ngục, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ukraine thực sự thiếu hụt đạn súng cối. Cảnh sát đã điều tra 5 nghi phạm, trong đó có Alexander Liev và Thomas Nacker, cựu lãnh đạo và lãnh đạo đường nhiệm của một đơn vị có nhiệm vụ mua vũ khí của Bộ Quốc phòng. Những người còn lại là giám đốc và phó giám đốc của một doanh nghiệp Ukraine. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với mức án 12 năm. Ngày 16 tháng 5, ông Putin đã có cuộc họp báo chung với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh. Trung Quốc là địa điểm nước ngoài đầu tiên ông Putin đến thăm kể từ lúc tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới. Giới quan sát quốc tế chú ý tới chuyến thăm này ở thời điểm quan hệ Nga Trung đang phát triển mạnh mẽ. Một số ý kiến cho rằng căng thẳng với Mỹ và phương Tây nói chung là sợi dây liên kết càng góp phần kéo Moscow và Bắc Kinh lại gần nhau hơn. Hôm 16 tháng 5, ông Putin nói với ông Tập rằng lãnh đạo Nga biết ơn các nỗ lực của Trung Quốc đối với giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Theo Reuters, ông Putin cũng tiết lộ sẽ thông báo cho ông Tập về tình hình Ukraine. Trong khi đó, đề cập tới an ninh tại châu Á, nơi có lợi ích sát sườn của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các liên minh chính trị và quân sự tại châu Á gây hại cho cấu trúc an ninh khu vực hiện nay trung quốc tỏ ý không hài lòng về việc philippines thắt chặt quan hệ quốc phòng với mỹ nhật và úc ông putin nói cần phải nỗ lực hướng tới việc xây dựng một cấu trúc an ninh đáng tin cậy và phù hợp ở khu vực châu á thái bình dương nơi không có chỗ cho các liên minh quân sự khép kín chúng tôi tin rằng các liên minh ấy gây hại và việc tạo ra chúng sẽ phản tác dụng ngoài ra ông putin lưu ý rằng các cuộc đàm phán gần đây giữa moscow và bắc kinh một lần nữa cho thấy cách tiếp cận của hai nước đối với nhiều vấn đề khu vực và quốc tế có mối tương quan hoặc liên kết ông putin cho biết cả hai bên đang theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập phấn đấu vì một trật tự thế giới đa cực dân chủ hơn với vai trò của liên hợp quốc là trung tâm về phần mình ông tập cận bình cho rằng tâm lý chiến tranh lạnh vẫn phổ biến trên trường quốc tế và cảnh báo bá quyền đơn phương, đối đầu khối và chính trị quyền lực đe dọa trực tiếp đến toàn thế giới và an ninh của tất cả các nước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó cho hay, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu hiện không có kế hoạch mở rộng sang châu Á và không coi Trung Quốc là đối thủ. Tuy nhiên NATO vẫn sẽ theo dõi các sự kiện trong khu vực và thắt chặt quan hệ với các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong khi đó, Mỹ hiện cũng có các hiệp ước liên minh riêng với Australia, Nhật Bản Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Vào năm 2021, Mỹ, Anh và Australia đã thiết lập quan hệ đối tác an ninh mang tên AUKUS. Trong đó, Mỹ và Anh hỗ trợ Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngày 16 tháng 5, hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga trục xuất tùy viên quốc phòng Anh Adrian Kuhin khỏi Moscow để đáp trả những động thái không thân thiện của Anh. Bộ Ngoại giao Nga cho hay Nhà ngoại giao Anh đã được thông báo rằng, để đáp trả việc Anh trục xuất tùy viên quốc phòng Nga, tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow Adrian Kohin bị tuyên bố là người không được chào đón. Ông ta phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng một tuần. Bộ này cho biết thêm rằng, đòn trả đũa không chỉ như vậy mà sẽ còn các biện pháp khác nữa và phía Anh sẽ được thông báo về các bước phản ứng tiếp theo. Bộ này cũng cho biết, Moscow coi động thái không thân thiện của London là một hành động có động cơ chính trị mang tính chất bài Nga rõ ràng gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho quan hệ song phương. Phía London chưa lên tiếng về việc Nga trả đũa Anh. Trước đó, theo đài CNN, ngày 8 tháng 5, Anh triệu tập đại sứ Nga tại London, ông Andrei Kylin, và công bố một loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow để phản đối các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Nga. Anh cho biết đã triệu tập đại sứ Nga để thông báo về các biện pháp trừng phạt và nhắc lại rằng hành động của Nga sẽ không được dung thứ. Các biện pháp trừng phạt bao gồm trục xuất một tùy viên quân sự Nga mà chính phủ Anh mô tả là sĩ quan tình báo quân sự không khai báo và loại bỏ quy chế ngoại giao đối với một số tài sản thuộc sở hữu của Nga mà London tin rằng đã được sử dụng cho mục đích tình báo. Bộ trưởng Nội vụ Anh, James Cleverly cho biết, các biện pháp này nhằm vào các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm của chính phủ Nga trên khắp châu Âu. Ngoài các hoạt động ở Anh, ông Cleverly còn cáo buộc Nga âm mưu phá hoại viện trợ quân sự của Đức cho Ukraina và thực hiện hoạt động gián điệp ở Ý và Bulgaria. Theo vị bộ trưởng, trong số các hoạt động của Nga có các chiến dịch mạng và thông tin sai lệch cũng như gây nhiễu tín hiệu để làm gián đoạn hàng không dân dụng. Ông Cleverly lưu ý rằng anh sẵn sàng cho các phản ứng của Nga với lệnh trừng phạt này. Đại sứ quán Nga tại Luân Đôn cho biết Moscow lấy làm tiếc về việc anh triệu tập đại sứ Nga cũng như các lệnh trừng phạt từ Luân Đôn. Hãng thông tấn TASS đưa tin, đại sứ quán cho rằng các biện pháp trừng phạt của anh được áp đặt một cách vô căn cứ và thậm chí lố bịch